Bốn món ăn nấu quá chín sẽ khiến dưỡng chất tan thành mây khói, ăn nhiều mấy cũng chẳng bổ ích gì. Sau đây là mọi người cần phải lưu ý nhé. Đầu tiên là các loại rau xanh. Các loại rau xanh là một phần không thể thiếu của cái chế độ ăn uống lành mạnh và giàu dưỡng chất cũng như chất xơ. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nấu các loại rau xanh quá lâu hoặc nhiệt độ quá cao có thể dẫn đến việc mất rất nhiều những cái dưỡng chất cũng như bay hơi những cái vitamin trong quá trình nấu nướng, đặc biệt là khi chúng ta làm chiên này, giòn hầm hay các loại rau xanh sẽ bị phân hủy thất thoát những cái dưỡng chất, đặc biệt đó chính là vitamin C và vitamin B. Chúng rất nhạy cảm với nhiệt độ cao và nếu chúng ta nấu quá lâu sẽ khiến rau xanh chẳng còn chút dinh dưỡng nào. Ví dụ như là chúng ta nấu cải quá sôi hay là dùng rau cải quá lâu, vitamin trong chúng có thể bị phá hủy, giảm đi rất là nhiều do tác dụng của nhiệt độ. Vitamin là một chất chống oxy hóa mạnh, quan trọng cho sức khỏe, làm cho làn da cũng như sự đề kháng. Khi mà chúng ta thiếu vitamin ở trong cái vitamin C sẽ làm sức khỏe của chúng ta sẽ giảm đi rất hay bệnh ốm vặt. Và thứ hai đó là các loại cá, hầu như gia đình nào cũng thích món cá, rồi là cá chiên giòn này, cá rán này, hấp nhừ này. Thế nhưng nấu quá lâu hoặc là nhiệt độ cao sẽ làm những cái chất dinh dưỡng quan trọng, những cái vitamin, cái khoáng chất trong cá nó sẽ ảnh hưởng, ví dụ như là những cái chất omega 3, nhưng chúng rất nhạy cảm với nhiệt độ cao và cái thời gian chúng ta nấu quá lâu. Omega 3 là một hợp chất biết đến sẽ làm giảm cái tình trạng viêm này, giảm cái sự mỡ máu, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ cho sự phát triển của não bộ. Tuy nhiên cá khi nấu quá lâu chẳng hạn như là chiên lên này thì axit béo omega 3 sẽ bị oxy hóa dẫn tới mất đi hoàn toàn và từ đó sẽ làm giảm cái lợi ích dinh dưỡng của các món cá mang lại. Và thứ ba đó chính là trứng. Trứng là một nguồn cung cấp rất nhiều những cái dưỡng chất, đặc biệt đó là ví dụ như là choline này, bổ sung cực kỳ nhiều vitamin và khoáng chất nhưng rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Một trong những cái dưỡng chất thiết yếu có thể mất đi khi trứng bị nấu quá chín đó chính là protein và các vitamin. Theo đó, protein ở trong trứng cung cấp các axit amin thiết yếu cho cơ thể, giúp chúng ta xây dựng, sửa chữa các tế bào. Tuy nhiên, khi protein bị nấu quá lâu, chúng sẽ bị khó tiêu hóa hơn, mất đi một phần giá trị dinh dưỡng cả nhà. Để giữ lại hầu hết những dưỡng chất trong trứng, bạn nên chế biến nhanh chóng ở nhiệt độ thấp. Các cái phương pháp như là luộc này, hấp này, chiên nhanh trong thời gian ngắn có thể giúp giữ lại được hương vị vốn có và không mất đi giá trị dinh dưỡng của quả trứng, mọi người nhé. Và thứ tư phải kể đến đó chính là khoai tây, là một thực phẩm khá là giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều những chất quan trọng như gì vitamin C này, kali, nhiều chất xơ. Tuy nhiên khi nấu khoai tây quá lâu, khi chúng ta hầm ấy ở nhiệt độ quá cao có thể dẫn đến những cái dưỡng chất nó sẽ mất đi. Một trong những cái dưỡng chất chính trong khoai tây đó chính là lượng vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và bảo vệ cơ thể khỏi những tế bào. Tuy nhiên, vitamin C là một trong những dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt độ cao, chúng sẽ bị phá hủy hoặc giảm đi khi mà bị nấu quá chín, làm khoai không còn bổ dưỡng nữa đâu cả nhà.